Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay khi mà người tiêu dùng lựa chọn một chiếc TV thì không chỉ đơn thuần để có thể đáp ứng được những nhu cầu giải trí cơ bản mà nó còn trở thành một vật dụng trang trí, làm đẹp thêm, làm sang trọng thêm cho căn phòng của gia đình mình. Vì vậy mà những chiếc TV có thiết kế bắt mắt này lại rất được lòng người tiêu dùng, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các khách hàng. Và dòng QLED TV của Samsung thì khi mà ra mắt thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là sự yêu thích của người tiêu dùng nhờ những ưu điểm vượt trội, cùng với đó là nó thuộc nhiều phân khúc tiêu dùng khác nhau. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Ngọc khám phá về một chiếc QLED TV Samsung 4K 55 inch với mã sản phẩm là Q65R để xem là sản phẩm này có điểm gì đặc biệt nhé. Smart TV 4K 55 Q65R thuộc dòng TV QLED cao cấp của hãng Samsung với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc TV đặt trong phòng khách của nhà bạn. Chân đế dạng chữ V úp ngược chắc chắn giúp TV đứng vững trên mọi bề mặt phẳng. Ngoài ra vì màn hình cực mỏng còn giúp bạn mở rộng khung hình cho trải nghiệm xem đã mắt hơn. Màn hình của chiếc TV này được trang bị công nghệ chấm lượng tử cho độ sáng cao. Ngoài ra thì còn có khả năng tái tạo 100% giải màu sắc, từ đó sẽ giúp cho bạn có được những hình ảnh hiển thị vô cùng chân thực, gần nhất với thực tế và sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm xem thật là ấn tượng. Độ phân giải 4K cực kỳ sắc nét như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Công nghệ Quantum HDR tiên tiến giúp tối ưu độ tương phản giữa các khung hình. Độ sâu và độ sáng của màu trắng và màu đen được thể hiện chi tiết hơn. Smart TV Samsung 55Q65R được ứng dụng công nghệ Wide Viewing Angle với góc nhìn rộng hơn. Bạn có thể xem được những hình ảnh một cách rộng hơn, bao quát hơn bao giờ hết. Samsung đã trang bị cho chiếc TV này bộ xử lý Quantum 4K mạnh mẽ, giúp TV có khả năng tối ưu và ngoài ra thì còn có khả năng là xử lý, nâng cấp độ nét của hình ảnh và có thể tự động điều chỉnh được âm thanh cũng như là ánh sáng phù hợp. Chế độ Ambient Mode giúp chiếc TV không còn là màn hình màu đen nhàm chán, biến chiếc TV QLED trở thành một tác phẩm nghệ thuật với rất nhiều chế độ hiển thị chờ như trang trí, thể hiện thông tin, thể hiện hình ảnh, thể hiện các tác phẩm nghệ thuật. Hệ điều hành Tizen được tích hợp trên Smart TV Samsung dễ dàng sử dụng, giao diện đơn giản, đi kèm rất nhiều ứng dụng giải trí quen thuộc như FPT Play, Netflix, YouTube. Ngoài ra còn tích hợp iTunes Movie với hàng ngàn phim bản quyền chất lượng cao. MediaMarkt. One Remote thế hệ mới cho phép bạn có thể tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt ở trên ứng dụng YouTube và bạn có thể điều khiển nhiều thiết bị cùng một lúc, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi phải không nào? Với Screen Mirroring, bạn hoàn toàn có thể chiếu màn hình điện thoại lên TV một cách tiện lợi để xem các nội dung trên màn hình lớn. Lưu ý là ứng dụng chỉ hoạt động được trên một số điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thôi nhé. Hoặc bạn cũng có thể điều khiển TV bằng điện thoại thông qua ứng dụng SmartThings rất dễ dàng. Theo Hồng Ngọc thấy thì chiếc Smart TV 4K 55 inch Q65R này của Samsung thuộc dòng QLED TV cao cấp của Samsung và nó có thiết kế vô cùng nổi bật, sẽ làm căn phòng của bạn trở nên ấn tượng và sang trọng hơn. Và chiếc TV này thì đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với mức giá vô cùng ưu đãi là 25.390.000 đồng. Nhưng bên cạnh đó thì quý vị các bạn sẽ được nhận bộ quà tặng trị giá tới 7 triệu đồng bao gồm lò vi sóng Sharp R201VN cao cấp, nồi lẩu điện EMIC, nồi điện đa năng, phiếu giảm giá 50% khi mua thêm sao 3 Samsung, giảm thêm 5% khi quét mã QR Pay, tặng 90 ngày gói dịch vụ ca cộng và gói giải trí VIP 5-1, bao gồm truyền hình, HBO Go, Danet, Seria, FA Cup, tắt quảng cáo, tặng 12 tháng xem gói phim 4K độc quyền lớn nhất Việt Nam, bao gồm 100 phim, tặng gói xem phim có phí không giới hạn, phim chiếu rạp mới nhất, áp dụng đến 20 tháng 11, tặng đến 24 gói xem phim, truyền hình chất lượng 4K, và gói học tiếng Anh cho trẻ chuẩn Cambridge trên ứng dụng Pocket độc quyền. Và nếu như quý vị các bạn đặt hàng online thì sẽ được nhận ngay một phiếu mua hàng trị giá tới 450.000 đồng. Thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như những chương trình khuyến mại đi kèm thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới. Những thông tin Hồng Ngọc vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Và quý vị các bạn có thể truy cập vào website mediamarkt.vn hoặc thegioidienmay.com. Ngoài ra cũng có thể gọi cho chúng tôi thông qua số hotline là 1900 6788 để được hỗ trợ và tư vấn thêm về những sản phẩm mà quý vị mong muốn được sở hữu. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.